Hello cả nhà, Vũ Kali Cuộc Sống Mỹ mến chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại bây giờ thì mình đang ở thành phố Fresno ha. Hôm nay gia đình của mình đi tới thăm gia đình của một người bạn đó. Thì anh là vợ chồng anh là chủ cái chợ ở đây ha. Hôm nay thì mình sẽ tới và quay phim chia sẻ cho cả nhà tham quan cái chợ của anh luôn. Giờ mình sẽ vào bên trong nha cả nhà. Đây, trước cửa là những cái mặt hàng nè, son, nồi, rổ. Đó. Wow, có những cái nồi quá trời bự luôn nè. Mua về nấu súp, hầm súp, hầm phở, đồ đã lắm luôn á. Mình quay sơ ở phía trước nha. Lát nữa thì mình sẽ vào bên trong. Salad cider, đồ ăn của Thái nè. Đây, mì Thái luôn. Cái bếp dạng như bếp ông táo này cũng có luôn nè cả nhà. Wow. Wow, mấy cái chậu này đã lắm luôn á. Thấy mấy cái cối nè. Wow, đã chưa. Nặng lắm. Đây, giới thiệu với cả nhà ông chủ. Chủ đẹp trai. Chủ đẹp trai. Bán bánh canh kiểu Việt Nam nữa nè. Bánh canh bột sắt. Bánh canh này bánh canh bột sắt nha. Cái này là cái chợ Homemade by Kayson. Dạ, cái này có cá khô. Chợ này bán những cái đồ quý hiếm nha cả nhà. Hàng độc lạ luôn á. Hàng độc lạ luôn á. Cái này không đụng hàng nha cả nhà. Cà pháo mắm tôm. Đến pháo như ít phở. Anh Thường, cái này cà pháo, cái này cà pháo dạng màu vàng luôn hả? Chắc vậy. Dạ, cà pháo dạng màu vàng luôn á. Anh đọc là này chuối chiên của Thái Lan. Cà pháo này. Ủa, cái này rau gì em? Giống như ấy vậy. Cái này nó giống cua hả? Không phải. Cái này không biết, cái này rau ngót á, giống rau ngót Việt Nam mình á. Không phải. Nó làm dưa chua. Không phải rồi. Cái này rau này làm dưa chua. Cái này rau sam hả? Rau sam. Xíu nữa lấy mấy bịch sao ấy thì sao cũng ngon lắm. Nha, sao ấy cũng ngon lắm. Me nè. Me Thái Lan. Bled inside. Me Thái Lan. Đủ các món cái này à, me Thái Lan lại ngọt. Thái Lan lúc nào cũng thích ngọt. Cho nên là sweet ngọt. Đặc biệt người Thái không có thích chua. Cho nên là cái món gì của người Thái cũng thích ngọt hết á. Đủ các món ăn chơi. Đây là những cái gia vị Thái. Đặc biệt mấy cái này có trầu nữa nè. Trầu câu có mà. Bên đây có hàng đông lạnh luôn. Đây là hàng rau. Quyết. Quyết luộc sẵn luôn cả nhà. Đây là mấy cái hàng rau. Mấy cái tủ này là rau. Rau củ quả đầy đủ hết. Đây là nước uống. Nước dừa. Đây. Để trà bông cúc nè, sữa đậu nành luôn nè, đó đây sữa đậu nành, đây đây những cái lon trà sữa Trân Châu bán trong đây luôn, đủ thứ loại luôn. Lát đậu tươi nè, đây nha đam, quá trời luôn á. Hộp é trong đây cũng có sẵn luôn nè cả nhà. Wow, bò hút đủ loại luôn nha. Đây là nguyên một cái tủ bia. Đó, bia quá trời bia luôn đây nè. Đây bỏ vô cái này coi nè, bia Heineken, bia Budweiser,
bích lai, đồ rô nè, cái gì cũng có luôn. Đặc biệt hàng hiếm nè. Ồ, bây giờ ở bên Mỹ đang hàng hiếm là tương ớt con gà đó cả nhà. Đó, ở đây vẫn còn bây giờ bên ở Mỹ á, bây giờ đặc biệt cái này rất là hiếm luôn á. Ai cần thì liên lạc anh ship tới nơi luôn, giá cả phải chăng. Ở trên mạng mình nhiều khi mình thấy là 30 mấy 40 đồng một chai luôn đó. À, những cái hàng này là hàng gia vị hết nha. Đó, hàng gia vị. Đây là những cái hũ là nấu canh chua đó. Đó, gia vị nấu canh chua mình bỏ vô nó rất là thơm, rất là ngon luôn á. Rất là nhiều luôn nè cả nhà. Đó, gia vị bên đây là những cái base á. Đó, còn những như là bột, những cái bột bột nghệ cũng có, là bột tiêu. Đó. Rồi à, cái này bột nghệ nè, bột tiêu, bột gừng, tiêu hột. Đầy đủ luôn, bột cà ri. Bánh đủ. Bánh đủ. Cái này tương ớt nè. Tương ớt. Đó, tương ớt con gà. Tương ớt con gà. Ai có cần thì liên lạc gửi cho. Số điện thoại của ông chủ, số điện thoại ông chủ, số máy đọc luôn nè ông chủ. Cái gì mọi người mà có cần thì liên lạc với ông chủ luôn. 559 445 1189 1189. Họ liên lạc anh Cường, số điện thoại đó. Trực tiếp dẫn luôn nha cả nhà. Bao nhiêu cũng có hết á. Muốn bao nhiêu cũng có luôn. Giá cả phải chăng. À, đây là những cái bột, bột người ta làm sẵn á. Bột gạo, rồi bột năng, bột mì, bột bánh bao, đầy đủ cả nhà ơi. Bột bánh giò đó, mình chỉ mua bột về cái mình quậy nước rồi mình làm, mình hấp bánh thôi. Đây là bún nè. Đó, bún khô. Ở Mỹ thì chỉ có bún khô thôi chứ không có bún tươi. Bún khô thì mình ngâm nước xong cái mình luộc rồi mình xả nước lạnh lại rồi để ráo là ăn thôi. Việt Nam mình thì bún tươi. Đây bánh hỏi. Quá trời đã không, nước cốt dừa nha cả nhà. Quá trời luôn nè. Đầy đủ, đồ khô cũng có, đồ đông lạnh, rau, củ quả gì cũng có luôn, đồ đông lạnh. Đây bây giờ mình đi qua cái hàng đồ đông lạnh cho cả nhà xem nha. Đây. Đây là những cái tủ đồ đông lạnh nè cả nhà. Ờ, lá chuối á. Lá chuối ở đây là đông lạnh nha cả nhà. À, lá chuối để mình gói bánh đó. Nhất là mấy cô, mấy chị là thích làm bánh rồi đó là có lá chuối. Ở Mỹ thì không có lá chuối tươi, hiếm lắm cả nhà. Cũng có nhưng mà rất là hiếm. Hầu như là lá chuối đông lạnh. Đây là có ốc nè. Đây, cái chuẩn bị ốc nè. Ốc là ốc bươu, ốc này là ốc bươu, gỡ ra sẵn luôn. Đây là thịt, thịt ốc bươu. Đây có cua đồng luôn nha. Đây nè, đó. Cua đồng luôn cả nhà. Cua đồng. Cua đồng mua về giả nước nấu bún riêu, ngon hết sảy luôn. Rồi bên đây là cái gì? Thịt, bên đây là thịt nè, chim cút, thịt gà gì có hết. Đó. Đây là cá. Đây là ốc sò, sò huyết nè cả nhà. Sò huyết nha, có sò huyết đông lạnh luôn nè. 6.50 đồng một bịch thôi à. Bịch này cũng nửa ký á. Còn bên đây cũng có ốc gạo luôn. Đó, đây, ốc gạo luôn cả nhà. Ốc gạo nha. Gạo lên mình làm hấp, hấp xả. Ô. Cháo quẩy luôn nè cả nhà. À, giờ cháo quẩy. Cái này mình bỏ lên cái lò nướng thôi là mình ăn giống như là đồ mới vậy đó, đông lạnh. Mặc dù là đông lạnh nha nhưng mà khi mình nướng lên nó là giống như là fresh luôn, tươi luôn. Tép nè, tép này nấu canh là ăn ngon lắm, nó ngọt đủ hết, quá nhiều luôn á. Đây bên đây nè, đây là cá. Để hầu như những châu Á của mình là ăn những cái mọi thứ là giống giống nhau, đồ ăn đồ gì châu Á mình là giống nhau lắm. Đây,
có cao tươi nữa nè. Đó, đây có cao tươi luôn. Trầu thì có lá trầu tươi, còn cao thì làm cho đông lạnh, nhưng mà nó tươi đông lạnh ha. Cái này thịt ốc. Ồ, thịt con nhộng luôn cả nhà. À, nhộng luôn nha, có nhộng luôn nè. Nhiều lắm, này là những cái hàng mấy cái lá, mấy cái lá đó. Đó, lá sâm, nước sâm gì nè cũng có hết luôn nè. Rồi bên đây cũng có sầu riêng luôn. À, sầu riêng cả nhà. Bắp luôn. Bắp nếp. Đây, bắp nếp. Đây là nếp nếp thang luôn nè. Đó, bắp nếp thang luôn nè. Này bắp nếp dẻo, này bắp nếp thang. Quá trời luôn á. Nấm rơm tươi cũng có luôn nè cả nhà. Wow, nấm rơm tươi luôn nha. Nấm rơm tươi nấu ngon lắm á, nấu lẩu ăn cũng ngon lắm á. Đây dừa bào sợi nè, đó dừa bào sợi để nấu chè nè. Đó. Đã không? Quá trời ngon luôn. Đầy đủ hết. Bên đây là những cái đồ khô, cà phê rồi sữa đồ, có đầy đủ luôn nha. Rồi ngoài ra nè, ông chủ này là gì anh Cường? Đặc biệt là trà đau nhức mỏi mình mãi uống vô một bịch và 2 tiếng sau có hiệu nghiệm. Wow, guarantee luôn hả? Bảo đảm luôn hả anh Cường ha? Ừ. À. Nhưng mà tùy theo cơ thể tùy theo cơ thể của mỗi người, nhưng mà có nhiều người rồi đa số là hết trong vòng 2 tiếng. Dạ. À. 2 tiếng đây là mỗi lần mình pha là mình chỉ pha một gói thôi. À, một gói uống, nếu mà mình bị nặng thì mình uống một ngày 2 gói. Một ngày 2 gói. À. Còn không là một gói là hết rồi. Một gói là ok rồi, à, đúng không? Một gói là hết rồi. Dạ. Đau nhất mình mấy tay chân. Đó là đau vai, đau gáy, lòng neo là nhất là mấy anh chị nào mà cô chị chú nào mà làm neo á, đó là nhất là đau cổ nè, à, đau cổ, đau gáy nè, dai nè, ngồi giữa dai này, đúng rồi, ngồi giữa neo á, à, hay là làm con rứt sừng, ngồi giữa neo á đau lắm, mỏi lắm á. Cái nước pha thì sao anh Cường? Nước nóng, nước ấm, pha ít thôi, không cần phải nhiều. Giống như mà uống là phải uống hết, uống sạch hết cái bột của nó luôn, nó bằng powder. Thì mình pha nước ấm, cái mình quậy lên cho nó đều lên rồi mình uống thôi ha. Thì dễ. Đó, như chú nè, chú. Cái trà này là chú bị gì, chú bị sao mà chú uống hết cái loại này gì? Cái tay trước á là tay tôi dở ra rồi không được đó nha. Dạ. Nhưng mà về uống một tôi uống một gói á, là khoảng chừng 20 phút sau là nó ngất liền, là nó hết luôn 20 phút á. Dạ. Không biết là những người khác là họ uống là bao nhiêu không, nhưng mà tôi 20 phút là tôi uống bây giờ cái tay đảm bảo luôn. Dạ. bảo đảm nha. Dạ. Bảo đảm nha. Dạ. Đó, thì nói là, cho nhà là hay lắm á, cũng dạ. Nói cho bà con biết là để mà uống cho mình giữ sức khỏe, phải không, chứ không phải là mình bổ cháo mà để đúng rồi ha. Không, cái này mình biết thì mình chia sẻ với bà con mọi người biết là để là mua, nếu mà ai có nhức mỏi đó thì mình mua uống. Hay lắm á. Cái này là trà thôi. Cái này uống như giống như trà thôi. Trà thôi. Yeah. Này nó có chất đông trùng hạ thảo đồ trong đây luôn, rất là tốt, rất là mát luôn. Đó. Rồi nếu như mà bà con cô chú anh chị nào mà có cần á thì liên lạc với anh Cường. Đó, anh Cường cho số phone lại nè. Anh Cường nè là 559 445 1189. Đó, ai bà con nào cần thì cứ liên lạc thẳng với anh Cường. Có ship luôn. Anh ship luôn tới nơi luôn. Ship luôn tới nhà. Ship tới nhà luôn. Giới thiệu bà con mình uống để hết đau nhức rồi có sức khỏe làm. Bảo đảm luôn. Giúp cho người ta cả nhà chứ không. Bảo đảm luôn chứ không phải là quảng cáo gì đây ai. Ờ hả? Dạ. Thấy hay thì mình giúp đỡ mọi người thôi. Dạ đúng rồi, mình nói thôi chứ còn dạ còn chia sẻ giúp đỡ mọi người, quảng cáo mà để bán hàng dạ rồi. Đúng dạ, rồi nếu mà dạ. Ai cần thì liên lạc dạ. Thì liên lạc đó rồi trực tiếp với anh Cường đó, rồi anh Cường ship tới luôn thì bảo đảm luôn. Nhưng mà tùy theo cơ địa nha, nếu mà cơ địa mình như thế nào, cái này không phải là thuốc nhưng mà cái này là thảo dược thôi, trà thảo dược đa số là quốc
đa số là quớt. Dạ. Bảo đảm luôn. Một bịch, một bịch nó có 5 gói nhỏ ở trong. Đó. Trong này nó có 25 bịch tổng cộng, 25 bịch nhỏ. Cứ một bịch là nó có 5 gói nhỏ trong này nè. Là một ngày uống một gói thôi. Nếu mà nhức sáng gói chiều gói. Nhức nhiều thì mới đầu rồi xong rồi. Nó nhức mỏi nhiều dài nó luôn nhức mỏi. Qua 3 ngày sau, 3 ngày sau thì uống một gói thôi. Không có 3 ngày đâu. Uống một gói trong ngày đó là trong ngày đó là phải uống. Bà chị bà ngứa. Bà ngứa mà bà cũng tiền kinh đi, giờ uống bà chịu cái này luôn, bà nói ô giờ rẻ quá bà mua nhiều về bà tặng cho ta. Ờ. Ở dưới bà vợ anh Nhân á. Ờ, vợ Nhân là hả? Cái lốt. Ờ. À, bà mua về, giờ mua về tặng cho ta. Không biết rồi, giờ đầu một mấy cái này, giờ đầu dám uống, biết cái gì trong đó mà uống. Dạ. Dạ, mình uống, mình uống qua rồi, mình thấy nó hiệu nhiệm mà mình mới biết. Chứ mới đầu mà để vậy, ông nội ai dám uống. Yeah. Sợ thấy bà chứ không dạ. À, đúng rồi, giống như mình ông già uống rồi. Còn mình uống rồi mình mới biết. Đúng rồi. Còn mình uống tốt thì người ta cảm ơn không? Mà không tốt là người ta tử mình chết. Chứ nữa là depend trong cái body của người là dạ. Người đó, họ có nó ai xếp được không? Nhưng mà xu khoa là ai uống cũng work hết. Work. Dạ. À, uống tức là uống, mình uống, thấy dòng già rồi dạ. Trong nhà uống work hết, tức là nói chung những cái này là thảo mộc thôi chứ nó không có hại. Đó. Thảo mộc thôi. Đây lửa ly nước thôi. À. Xíu nước thôi. Không cần nhiều. Không cần nhiều nước đâu. Chưa tới 1/3 ly à. Một bịch thôi. Không cần một phải hai bịch. Lần uống một bịch được rồi. Nó giống như là trà thôi, nước trà đó. Thơm không anh Cường? Thơm. Thơm. Thơm ha. Thơm nó cũng có như nó giống như trà uống nó thơm thơm nó cũng dễ chịu. Nó thơm 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 nhưng mà nó không có đắng nhiều. Không có. Nó bình thường. Giống như cái này giống như dược thảo nó xay. Ừ. Nó xay nhuyễn ra. Xay nhuyễn ra rồi. Để mình phải cho nó ra hết cái bột của nó. Nhưng mà cái mùi nó không có nặng. Oh shit. Có mùi dược thảo. Mùi dược thảo. Mùi dược thảo. Mùi dược thảo. Ok. Đó rồi. Đó, đây là phía trước đường nè. Đó, phía trước đây. Thì ở thành phố này cũng một cái thị trấn, một thị trấn cũng nhỏ nhỏ vừa vừa thôi chứ cũng không có lớn lắm, không phải như là một cái thành phố lớn như ở San Francisco. Đó. Xa xa bên kia thì cũng có những cái building vòng vòng, rồi có shopping vòng vòng ở ngoài những cái đường đó, đường cái đường lớn đó cả nhà. Phở đèn ô liu. Hả? Đèn ô liu. Phở, ồ, có những cái nhà hàng phở Việt Nam mình cũng vòng vòng ở ngoài đây luôn. Ok cả nhà, thì một vòng mình quay phim cho cả nhà tham quan cái chợ của anh, cũng như là anh có những cái mặt hàng rất là đặc biệt, và nhất là những cái thuốc, nhưng không phải là thuốc nữa mà trà cũng có cái chất trà thảo dược đó, trong đó cũng có cái đông trùng hạ thảo để giống như là mình uống á, mình khỏe. Nếu mà cô chú anh chị nào mà nhức mỏi, nhất là những cô rồi các cô các chị em mà làm nail á, mình là cũng là làm nail luôn nè đó, cho nên là hôm nay á anh Cường á là bạn của vợ chồng ảnh, là bạn của gia đình mình, cho nên là ảnh cũng nói là đi xuống uống đi, mình nhức lắm, uống đi, uống này là rất là quớt luôn á đó. Đó, nhất là đau gáy cổ nè, rồi đau tai nè đó, là uống rất là quớt luôn nha cả nhà. Cái này uống cho mát. Cái này là trà khô hoa tung đó, cái này ngâm ra uống cũng rất là mát luôn đó. Thì cả nhà muốn biết thêm gì thì cứ gọi thẳng cho anh Cường đó. Thì hôm nay gia đình mình cũng đi xuống nè, xuống cái chợ của anh là lấy một mớ để uống đó. Đó, cho nên là sẵn đây mình quay phim chia sẻ với cả nhà luôn. Rồi thì bây giờ video mình cũng khá dài rồi nha, mình sẽ xin tạm ngừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã xem video và ủng hộ. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở những video kế tiếp của Vũ Kali Cuộc Sống Mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại.
Bye bye.